là cái chương trình của cái đêm mà mà Hồng Phượng trở lại sân khấu á khán giả đến rất là đông và luôn 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 cũng rất là xúc động khi em nó vẫn còn giữ được cái phong độ tốt đó là là đó là con nhà nòi đó đó mới là con nhà nòi đó mới là cái người yêu nghề thật sự và sắp tới nếu như có những cái chương trình mà hồng phượng trở lại sân khấu thì mọi người nhớ ủng hộ nha cảm ơn mọi người rất nhiều cảm ơn fan của luôn đêm đó đi coi cổ vũ cũng rất là đông cảm ơn mọi người Vũ Luân quay xe ủng hộ Hồng Phượng, đó mới là con nhà nòi đó. Mến chào quý khán giả đang xem kênh youtube tin giải trí. Sau hơn một năm kể từ khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, những ồn ào xoay quanh các thành viên trong gia đình nam nghệ sĩ vẫn là chủ đề được netizen quan tâm, bàn luận và đến nay vẫn chưa có hồi kết. Cách đây chưa lâu, mạng xã hội rần rần, rần trước việc con nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Vũ Luân rạn nứt với Hồng Loan, con gái ruột của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, ở một diễn biến mới đây nhất, khán giả còn không khỏi bất ngờ khi Vũ Luân bất ngờ quay xe, dành những lời khen cho cháu gái Vũ Linh là Hồng Phượng, dù trước đó cả hai từng xảy ra một số mâu thuẫn. Cụ thể, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân dành những lời khen có cánh cho Hồng Phượng sau đêm nhà quay trở lại cách đây chưa lâu hậu ồn ào. Nam nghệ sĩ nói, đêm mà Hồng Phượng trở lại sân khấu, khán giả đến rất là đông và Luân cũng rất xúc động khi em nó vẫn còn giữ được phong độ tốt. Đó mới là con nhà nòi đó đó mới là người yêu nghề thật sự và sắp tới. Nếu như có những chương trình Hồng Phượng trở lại sân khấu thì mọi người nhớ ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn fan của Luân, hôm đó đi coi cổ vũ cũng rất là đông. Động thái này của Vũ Luân khiến nhiều khán giả thắc mắc, không rõ sau những bất hòa trước đây, nam nghệ sĩ và Hồng Phượng có phải chăng đã làm lành trở lại. Song với những chia sẻ kể trên của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nhiều khán giả hy vọng rằng mọi ồn ào xoay quanh mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cố nghệ sĩ Ưu Tú Vũ Linh sẽ tốt đẹp như xưa, mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết. Vũ Luân tên thật là Lương Văn Bình, từng tham gia nhóm đồng ấu Bạch Long và được nghệ sĩ Bạch Long đặt cho nghệ danh Vũ Luân vì thấy anh có nhiều nét giống nghệ sĩ Vũ Linh. Nam nghệ sĩ để lại ấn tượng qua các vở diễn, Sử Bá Đao Từ Hải Thọ, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Giang Sơn Mỹ Nhân, Trời Nam. Năm 2007 Vũ Luân đoạt giải diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang lần 10, năm 2015, anh được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Về mối duyên làm cha con với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Vũ Luân nói anh được khán giả nhớ đến nhiều vì có nhiều nét tương đồng với ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Cũng từ đó, Vũ Luân được bầu sâu mời nhiều và có cơ hội được gặp, làm việc cùng cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sự thân thiết về lâu về dài đã giúp anh đã trở thành con nuôi ngoài đời của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.